chấm gì ngon. Cholimex đi. Nước mắm hương Việt, gói trọn tinh hoa của biển cả trong từng giọt nước mắm cốt các con tươi nguyên chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thơm hương truyền thống. Cholimex Food, gia vị cuộc sống. Hay còn gọi là gà ngủ trạo, từ xưa đã được xem là một vị thuốc quý. Trong các tư liệu y học cổ của Việt Nam, danh y Hải Thượng Lãng Ông đã nhắc đến nhiều bài thuốc dùng gà ạc để chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe. Gà ạc từng được xem là một món thực dưỡng tiếng vua thời Nguyễn, luôn có mặt trong các buổi yến tiệc cung đình. Gà ạc từng thì đây là một món ăn rất là bổ dưỡng và nó xuất phát từ cung đình Huế. Gà ạc thì nó có cái giá trị dinh dưỡng rất là cao so với các loại gà thông thường. Ngày xưa các đầu bếp ở trong cung người ta lựa chọn món gà này để phục vụ tại vua, và món ăn này thì nó thường nó có trong những bữa dạ tiệc cung đình. Ngày xưa ngoài gà ác thì các đầu bếp ở trong cung người ta lựa chọn những loại như chim trị và bồ câu, bởi vì gà ác thời kỳ đấy thì nó hơi hiếm. Nó xuất phát từ ở miền Nam, những tỉnh như Trà Vinh, Long An, hay Châu Đốc thì người ta nuôi thành công ở đấy. Nhờ các sứ thần người ta đi sứ về, người ta mang đến để tiếng vua. Dần dần thì món ăn này được phổ biến hơn ở cung đình Huế. Món gà ạc thì rất là được ưa chuộng bởi vì được gọi là một món thực dưỡng. Gà ạc còn được gọi là ok gà trắng hay là gà ngũ trạo. Gà ạc so với các loại gà bình thường thì nó hàm lượng dinh dưỡng nó cao hơn rất là nhiều. Theo nghiên cứu thì gà ạc có cái chất cholesterol rất là thấp, nên nó rất là tốt cho hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, đau khớp khớp xương. Ngoài ra thì gà ạc nó có cái công dụng rất là tốt cho những cái bệnh tiểu đường. Ngày xưa thì các đầu bếp thường thiền thường người ta tân của thuộc Bắc, nhưng mà ngày nay thì nó có sự kết hợp khác tấn tiến hơn. Người ta lựa chọn những thực phẩm đặc sản của vùng miền. Các đầu bếp ở Huế thì hay chọn tân với củ sen, hạt sen. Ở các đầu bếp ở miền Bắc thì thường thường người ta tân với thuộc Bắc như kỳ tự, nhãn nhục hay là thuộc địa. Và các đầu bếp ở miền Nam thì thường thường người ta tân ra với củ hủ dừa hoặc là dừa nước. Đó, tùy thuộc vào cách chế biến của từng đầu bếp của từng vùng miền khác nhau để nó tạo ra sự đặc biệt trong món gà ạc. Mình đã làm việc ở đây được hơn 20 năm thì mình cũng muốn bảo tồn và lưu giữ cái nền văn hóa ẩm thực Huế. Qua đó mình cũng muốn phát triển cho du khách quốc tế người ta hiểu hơn về cái món ăn của Huế, giúp cho ẩm thực Huế ngày càng phát triển hơn. Thưa quý vị, với món gà ạc tân, tùy vào sự sáng tạo của người chế biến và khẩu vị của người thưởng thức, có thể sử dụng các nguyên liệu đi kèm khác nhau để tạo nên hương vị riêng cho món ăn này. Ngày hôm nay, nhà kia sẽ cùng chuyên gia ẩm thực Nguyễn Đông Hải, bếp trưởng khách sạn Azura La Residence Huế để thực hiện món gà ạc tân củ sâm tươi và củ sen Huế. Xin chào anh Đông Hải. Xin chào. Ngày hôm nay thì nghe nhắc đến các món tân thì nhà kỳ đoán là sẽ có rất nhiều nguyên liệu đúng không ạ? Ngoài các nguyên liệu chính được nhắc đến trong tên món ăn là gồm có gà ác, củ sen và gỗ sâm ra, thì còn có những nguyên liệu nào đặc biệt cần chuẩn bị cho món ăn này không anh nhỉ? Ngoài những nguyên liệu củ chính như củ sen và củ sâm ra thì mình kết hợp một số món gia vị như quế, thảo quả, lô đinh hương, hoa hồi, kỳ tự, táo tàu và hạt sen. Các gia vị thì mình có hạt nêm, là nước mắm và tiêu.
Công đoạn đầu tiên mà chúng ta cần phải chuẩn bị là gì, làm gì anh? Công đoạn đầu tiên thì mình sẽ gọt củ sen và thái củ sen, thái củ sâm. Vậy thì cái công đoạn mà gọt củ quả mình có cần lưu ý gì không ạ? Khi mình gọt củ quả thì mình cũng lưu ý, thứ nhất là củ sen thì nó có cái tính mục, mục nhiều. Và khi mình gọt, mình muốn giữ củ sen trắng thì mình phải cho vào nước và một ít chanh để nó loại bỏ đi cái mụ và cái chất chạc chạc ở trong củ sen. Còn củ sâm thì vì củ sâm nó có cái giá trị dinh dưỡng cao và tinh bột rất là nhiều nên mình phải cũng bỏ, phải bỏ vào nước, ngâm trong nước để nó giữ trắng và nó giữ cái độ tươi của cái sâm. Sau thì chúng ta sẽ ướp gà. Gà thì mình sẽ chiên sơ qua. Khi mình chiên sơ qua, mình làm cho con gà nó giữ được cái chất ngọt ở trong con gà và nó sẽ không bị mất đi chất dinh dưỡng khi mình nấu một thời gian lâu. Đặc biệt ở những món ăn mà giàu tính dinh dưỡng như là gà thế này thì mình cần phải sơ chế kỹ lưỡng hơn đúng không anh nhỉ? Vâng, gà thì mình cần phải rửa rất là sạch. Và mình sẽ khử mùi bằng rượu nặng và gừng để nó tẩy đi cái vị tanh và những cái chất tạp chất ở trên trong con gà để nó giúp con gà nó có cái vị thơm hơn. Lúc mà mình chọn gà ạc thì mình cần phải chọn loại nào cho ngon ạ? Món gà ạc này thì mình nên lựa chọn con gà nó khi nó chưa sinh sản, thì là con gà nó có được một cái thịt ngon nhất và nó ngọt nhất. Và nó khi con gà nó chưa sinh sản thì thịt nó không quá dai, khi giúp cho mình khi mình tần cái món gà này thì nó sẽ giữ được cái vị ngọt và thịt nó rất là mềm. Còn đối với cả các nguyên liệu khác thì như thế nào ạ? Thì theo cái phong cách ẩm thực cung đình thì khi lựa chọn nguyên liệu nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ có những cái gia vị tương khắc nên mình sẽ lựa chọn những cái món như hạt sen rồi củ sen, sâm thì nó có cái tính mát rất là cao. Do đó nên mình cần phải kết hợp những cái món nó có cái tính nóng như quế, hồi, thảo quả hay đinh hương để nó giảm xuống cái mát, cái chất mát đấy, nó giúp cho món ăn nó hài hòa hơn. Và đó là cái cũng là cái kỹ thuật nấu nướng rất là tỉ mỉ trong ẩm thực cung đình. Sau đây thì mình sẽ ướp gà với hạt nêm. Nước mắm, một xịt tiêu và hành hương. Khi mình ướp thì mình sẽ để khoảng 5 phút để cho cái gia vị nó thấm vào trong con gà. Sau đó thì mình sẽ bắt chảo và mình rán con gà qua. Khi rán thì mình cần lửa lớn, mình chiên con gà cho nó nhanh để cái chất ngọt của nó không bị ra ngoài. Nếu mình nấu mình chiên như vậy cái lửa mà nhỏ thì chất ngọt nó sẽ chảy ra ngoài và con gà nó sẽ mất cái giá trị dinh dưỡng. Hiện tại thì các nguyên liệu đã được chuyên gia ẩm thực Đông Hải sơ chế kỹ xong. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với giai đoạn chế biến. Tại sao chúng ta không phải sử dụng thổ đất trong cái việc tân gà như thế này? Vì thổ đất thì nó dày, nó giúp cho cái món gà nó được giữ nhiệt độ tốt. Đây cũng giống như một vị thuốc. Người ta mình tân gà trong cái thổ đất giống như mình nấu một vị thuốc bắc vậy. Nên công đoạn này là công đoạn rất là quan trọng
và sự lựa chọn thổ đất thì nó lúc nào nó cũng giúp cho cái món gà nó rất là ngon và nó có một cái hương vị khác so với khi mình nấu trong những cái nồi như những nồi inox. Mình sẽ làm nóng nồi, cho vào một xịt dầu và một xịt hành hương để cho nó phi vàng lên. Sau đấy mình sẽ cho gà và các thảo dược vào và mình cho nước vào mình hầm. Hầm trong một tiếng đồng hồ với lửa rất là nhỏ. Vậy thì ở công đoạn này mình cần lưu ý điều gì anh nhỉ? Công đoạn này thì mình cần lưu ý điều chỉnh lửa. Đầu tiên mình sẽ cho lửa bùng lớn để mình vớt bọt, mình loại bỏ những cái bọt chất bẩn ở trong con gà nó khi nó sôi lên. Sau đó thì mình sẽ hạ lửa xuống và mình sẽ nấu trong một vòng một tiếng để cho các thảo dược nó hòa quyện với nhau để nó tạo lên một cái hương thơm đặc biệt trong cái món gà này. Mình sẽ cho hết nguyên liệu vào, mình sẽ trưa lại củ sâm và hạt sen. Bởi vì hai cái gia vị này thì nó nấu rất là nhanh. Nếu mình cho vào từ đầu thì sau này cái món ăn nó bị bể ra, nó gây làm cho cái nước nó đục, nó không được ngon. Quý vị, món gà tần củ sông và củ sen Huế đã được chuyên gia ẩm thực Nguyễn Đông Hải hoàn thiện. Nhân kỳ có thể cảm nhận một mùi thơm hấp dẫn được hòa quyện từ các vị thuộc Bắc của củ sông tươi và đặc biệt là mùi thơm của củ sen và hộp sen Huế. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Nhân kỳ xin mời anh Đông Hải cùng thưởng thức món gà tần này. Vâng, xin mời anh. Em thưởng thức thử cái món gà tần này thì em cảm nhận được nó có một cái mùi thơm rất là đặc trưng, mùi của quế hôi và cả cái gia vị nó hòa quyện lại với nhau. Còn thử cái sen thì thấy nó bùi và cái củ sông tươi cũng như vậy. Có thể thấy đây cũng là một món ăn vừa ngon miệng mà vừa bổ dưỡng cho anh nhỉ? Vâng, đúng rồi. Đây là một vị thuốc, nó có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Món này thì nó giúp cho mình hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Giảm suy thận, giảm lượng đường trong máu. Và món này nó rất là phù hợp cho những người mới ốm dậy và những người sau trước và sau khi sinh. Thưa anh, giá trị cốt lõi của món ăn cung đình là gì ạ? Giá trị cốt lõi của món ăn ẩm thực cung đình thì nó nổi tiếng bởi vì nhờ sự kỹ lưỡng trong cách lựa chọn thực phẩm, cách chế biến cầu kỳ của người đầu bếp xứ Huế, đặc biệt là
cách trình bày rất là táo nhã, rất là sang trọng, cũng phải nó mang một cái phong cách ẩm thực rất là riêng. Vậy thì anh thể thực khách, đặc biệt là các du khách quốc tế, cảm nhận như thế nào về các món ăn Công Đình ạ? Về các du khách quốc tế thì họ rất đánh giá rất là cao về cái món ăn Công Đình của Huế. Đặc biệt là cái mùi vị và cái cách trang trí rất là cầu kỳ và rất là táo nhã, nó mang tới một cái sự quý phái và những cái đặc trưng riêng. Là một người đầu bếp thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi được các thực khách hay là bạn bè quốc tế họ đón nhận và họ cũng nhận món ăn của mình chế biến. Thì mình cũng cố gắng để lưu giữ nền văn hóa ẩm thực Huế ngày càng phát triển. Là một đầu bếp lâu năm và đầy kinh nghiệm được làm việc tại tập đoàn Azrai, cũng là một tập đoàn lớn và nổi tiếng trên khắp thế giới, có thể chia sẻ những ý tưởng để có thể giúp lan tỏa và gìn giữ các món ăn cũng như là ẩm thực Huế nói chung ạ? Thì ở trong một môi trường khách quốc tế rất là đông và họ đến đây thì mình cũng cố gắng giữ gìn được những cái ẩm thực và những cái nét riêng của Huế. Mình chế biến theo cái phong cách cổ truyền, nhưng mà mùi vị nó sẽ giảm hơn một tí để cho người du khách họ có thể thưởng thức được những món ăn Việt Nam. Trong cái hệ thống menu thì mình vẫn giữ những cái món truyền thống của Huế, nhưng đó là những cái đặc sản, di sản văn hóa của ẩm thực của mình Huế. Món ăn Huế nó mang một cái hương vị riêng của Huế mà người ta cảm nhận vào là người ta biết ngay về Huế qua cái sự đậm đà, sự kết hợp giữa các thực phẩm và sự tỉ mỉ của người đầu bếp khi chế biến cái món ăn truyền thống Huế. Anh có thể chia sẻ mong muốn lớn nhất của anh trong câu chuyện phát triển ẩm thực Huế là gì không ạ? Mong muốn lớn nhất của mình thì muốn ẩm thực Huế nó đi xa hơn đến bạn bè quốc tế, và mình là lớp trẻ được thừa hưởng thì mình cố gắng giữ gìn được nguồn gốc của món ăn cổ truyền của Huế. Càng ngày mình có thể mình đưa phát triển cho bạn bè quốc tế họ thực học, thực khách họ có thể thưởng thức những cái món ăn Huế và nó sẽ có thể vang xa hơn nữa trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia ẩm thực Nguyễn Đông Hải, bếp trưởng của khách sạn Azrai La Residence Huế. Chúc anh sẽ luôn có thêm nhiều ý tưởng hay để có thể lan tỏa ẩm thực Công Đình Huế đến với bạn bè quốc tế. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục thưởng thức món ăn này nhé. Vâng. Nước mắm hương Việt, gói trọn tinh hoa của biển cả trong từng giọt nước mắm cốt carbon tươi nguyên chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thơm hương truyền thống. Jolly Masford, gia vị cuộc sống. Thưa quý vị, ẩm thực Huế trang hòa giữa công đình và dân dã, vừa đa dạng phong phú mà cũng thật tinh tế cầu kỳ. Người Huế nấu ăn với cả tâm hồn và thưởng thức bằng cả tấm lòng. Chính điều đó đã tạo nên một giá trị riêng cho Huế kinh đô ẩm thực. Xin cảm ơn nhãn hàng Jolimet đã đồng hành cùng chương trình. Nhạc Kim xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.